đối với tỳ kheo cũng phải giữ phép tắc của mình. Đi khất thực cũng là một phương pháp tu tập tinh thần, khiến cho chúng ta học được sự khiêm cung và sự an tịnh. Trong mắt của hàng tỳ kheo không có phân biệt giàu nghèo sang hèn. Trên con đường của con đi, mọi chúng sinh đều bình đẳng như nhau. Sinh linh trong chào cả nhà, thương lắm chào cả nhà nha. Hiện tại là bây giờ là 12:45, mình đang có mặt tại tỉnh biên của An Giang Châu Đốc. Đây lần đầu tiên là mình xuống đây là cái chùa, người ta gọi là chùa Bánh Xèo của cả nhà, thiền viện Đông Lai. Cái mùa này là người ta đi chùa rất là nhiều luôn nha cả nhà. Xe đậu kín mít luôn. Lần đầu tiên là mình mới bước chân xuống đây luôn cả nhà. Rồi bắt đầu từ ngoài cái cổng chùa nha, phía bên chợ nè, không phải là chợ luôn mà phía bên chùa người ta bán theo của cái địa phương ở đây cả nhà, để mình quay cái văn hóa ở đây cho mọi người xem nha. Đó. Đây, chợ Tịnh Biên. Đồ quá trời luôn. Quá trời luôn cả nhà ơi. Hôm nay về cái tháng này là người ta đi chùa tại vì còn trong Phật đản nha cả nhà. À,
nha. Mình vô quay cận cảnh trong đây luôn cho cả nhà xem nha. Dạ. Ủa anh cái này là dạ, cái này cái bên là của chùa gì á? Chùa Đông Lai, tiền viện Đông Lai á. À tiền viện Đông Lai. Kêu bằng biệt hiệu là chùa Bánh Xèo. Rồi là rồi. À, còn mình bán ở đây là cây là chợ hay là của phía bên chùa anh? Cái này cũng như là không phải cái chợ luôn. Dạ. Xài cũng cho bán không. À dạ dạ dạ. Cũng như là của bên chùa rồi để tạo điều kiện cho khách tham quan du lịch đúng không? Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Này 3 cái 100 kìa. Cả nhà xem luôn cho cả nhà biết là bên tỉnh biên An Giang Châu Đốc nha. Bánh xèo ở sau nha cả nhà. Tại vì còn là tháng này còn tháng Phật đản cho nên bà con thì với cái mùa hè người ta đi rất là nhiều. À, bà con bây giờ hiện giờ là 1:25 nha cả nhà. À, bà con vẫn còn tấp nập luôn. Tại vì bên bà chú xứ Châu Đốc á thì người ta đi viếng bà chú xứ xong rồi người ta cũng chạy đi tới đây để cho biết cái tỉnh biên á. Đây, em gái quá xinh luôn nè cả nhà. Cả một biển người luôn. Cả nhà. Rồi bây giờ là mình vào cái khu vực nhà ăn bánh xèo nha cả nhà. Đây người ta còn gọi là à, cô đây là coi như là cái đây là gọi là cái gì hay chùa gì? Chùa là chùa gì? Chùa gì Phật Âm? Dạ. Chùa Phật Âm. Dạ chùa Âm mà còn gọi lên đi cô nói cho cả nhà cho mạng cộng đồng biết đây cô cho gõ lên là chùa Phật Âm. Chùa Phật Năm. À, chùa Phật Năm dạ. Nằm ở ngoài đó. Dạ. Mà còn gọi là cái như là chùa Bánh Xèo đúng không? Ờ, như là chùa Bánh Xèo đó. Dạ. Rồi con cảm ơn hai cô nhiều nha. Dạ. Dưa không? Chùa Phật Năm. Rồi, giờ mình thẳng ra cái khu đổ bánh xèo nha cả nhà. Đây, đổ khu bánh xèo sao? Người ta cho quay không? Cho. Cho quay không? Đây, người ta mua bánh xèo à. Hay, chào em gái, em trai, quá xinh. Rồi, đây dưới đây là củi nha cả nhà. Ờ, để cho giới thiệu cho cả nhà biết cái nền văn hóa ẩm thực của ngay chỗ chùa bánh xèo mà nãy là vừa quên cái chùa. À, Phật Năm. Nói qua là quên liền luôn. Cho anh quay cái được không em? Trời, giới thiệu nét văn hóa. Ồ, đây là nổi tiếng nha của tỉnh biên chùa Phật Năm. Còn gọi là người dân còn gọi là chùa bánh xèo. Đúng không anh trai? Đó, quá đẹp luôn đây, nét văn hóa đặc sắc của coi như là tỉnh biên An Giang Châu Đốc này cả nhà. À, nếu chưa ai chưa đi thì là coi như là coi kênh của mình là kênh Thương Lắm TV. Hôm nay là Thương Lắm xuống có mặt tại tỉnh biên rồi. Đó, cà lò quá trời luôn, đẹp quá trời đẹp luôn. Đó, thấy ghiền không, bắt mắt không cả nhà. Hey. Tôi xin nha. À, bây giờ bà con vô nhận bánh xèo tại chùa luôn. À, rồi nè, anh chị người hai dĩa, hai tay hai dĩa quá đẹp luôn. À, không coi. Rồi, giới thiệu cho cả nhà luôn. Đây có cái củi. Ở đây là bánh xèo là chỉ là nấu củi nha, chứ không có ga nha cả nhà. Ga thì nó không bằng ngon cái tượng trưng của cái nếp văn hóa của dưới An Giang Châu Đốc mà riêng đây là tỉnh biên.
chùa Phật nằm còn gọi là chùa Bến Xèo. Ra lò nè cả nhà, nó quay cho cả nhà biết cái kỹ thuật. Đó, lò này để chiên bánh xèo, đổ bánh xèo cũng đổ chiên. Đó, một dãy bên đây nữa nè. Đó, cái khu vực bếp quá sạch sẽ. Rồi, thôi, hai nhận quà hết rồi. Rồi, rồi, ai chưa nhận quà vô nhận luôn đi. Nhận lộc, 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 lộc. Chứ không phải là quà. Lộc, lộc, lộc của chùa. Nay tháng này còn tháng Phật đản. Rồi, cảm ơn hết ekip anh em nha. Rồi, cảm ơn. Rồi, giờ thương lắm theo chân em Phượng và chị Phương, chị Oanh. Đó, mình đi giờ nè. Giờ tới chỗ này mình lấy rau đúng không? À, rau rau thì rau rất là lạ hả? Có nhiều lá rau rất là lạ, không biết là rau gì vậy nữa. Rau này là để ăn với bánh xèo này nha cả nhà. Nó giống như cái rau mà mình chưng bông vậy. Đúng rồi. Dạ. Rau cắt lòi hả không? Rau cắt lòi. Dạ. Cái này cũng lạ nữa nè. Cái rau này cũng lạ nữa. Rau gì đâu hỏi ông luôn đi, giới thiệu cho cả mạng cộng đồng biết luôn nè, cho cả nhà biết nè. Xăm đất. Dạ, xăm đất. Dạ. Ăn nó có mùi xác xỉ. Dạ. Lá lốt. Dạ, lá lốt. Dạ. Xăm đất, cát lòi. Cái này là xăm đất. Cái lá mà nhìn giống cái lá để cắm qua quá trời luôn, cái lá này nè, là cát lòi. Tại sao em Phượng lấy có cái vậy? Còn chị Oanh có không có cái nào không chưa vậy? Hai người ăn chung rồi, mời hai người ăn đi. Rồi con cảm ơn ông nha. Đã giới thiệu cho cả nhà toàn quốc trong đất nước Việt Nam mình biết luôn. Dạ. Chùa Bến Xèo thì lần đầu tiên á là con mới nghe, còn gọi là coi như là chùa Phật nằm đúng không ông? Nãy con có hỏi hai cô ngoài rồi. Rồi con cảm ơn. Rồi bây giờ là coi như là mọi người hôm nay là xuống tới chùa Bánh Xèo nè, mọi người vô ăn và nghỉ trưa. Nói chung là ăn trưa chứ lộn, xin lỗi. Ăn trưa bằng bánh xèo của chùa Phật Nằm luôn, chùa Bánh Xèo. Cái chùa này bản danh hiệu của nó là Thiền Viện Bông Lai. Dạ. Không phải chùa Phật Nằm mà dạ. Có ông Phật Nằm ở đó. Dạ. Kêu chùa Phật Nằm. Dạ, dạ rồi, để rồi. Bản danh hiệu bên dạ. Đó đó. Dạ. Thiền Viện Đông Lai. Dạ. Dạ, Thiền Viện Đông Lai, dạ. Còn gọi là coi như là chùa Bánh Xèo. À, chùa Bánh Xèo, dạ. Hoặc là chùa Phật Nằm. Dạ. Phật Nằm là có Phật Nằm nữa. Dạ, dạ, tại vì nãy con hỏi hai cô cũng như hai cô đi du lịch chắc con không rõ bằng ông ở đây đúng không? Dạ, rồi con cảm ơn. Dạ, dạ. À, dạ, rồi con cảm ơn ông, nói vậy là ông nói vậy là cả nhà biết rồi. Đây là tỉnh biên đúng không ông? Dạ, 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 dạ. Dạ, xã tỉnh biên, à, bà con của mình là coi như là cấp phương luôn nè. Phương xa cấp các tỉnh luôn. Bây giờ mình cũng giới thiệu cho hết tất cả cả nhà nghe rồi là về cái lịch sử của cái chùa Bánh Xèo này nữa. Giờ là thì thôi bây giờ thấy cả nhà thấy có nội dung ý nghĩa hay, có ý nghĩa văn hóa về cái lịch sử của con người đất nước Việt Nam mình thì cho mình xin một like, dập lượt đăng ký. Hiện tại là mình đang ở dưới tỉnh biên An Giang Châu Đốc rồi. Chúc cả nhà một ngày mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào cả nhà, tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà sau. Bye.